Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn dùng laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, ngày hôm nay là một dòng sản phẩm chính hãng được phân phối tại FPT Select. Chiếc máy này có chức năng X360 và là một dòng sản phẩm cực kỳ nổi tiếng của thương hiệu Lenovo. Trước đó thì mình đã giới thiệu các dòng sản phẩm như là Flex 5 và ngày hôm nay tớ giới thiệu dòng C. Trước đó thì C340 thì tớ đã giới thiệu với phiên bản màn hình 14 inch và ngày hôm nay tớ giới thiệu với phiên bản màn hình 15 inch. Chiếc máy này hiện nay được tích hợp màn hình cảm ứng và có giá bán trên thị trường nó chỉ hơn 15 triệu một chút thôi. Cực kỳ hot, chính vì thế ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu dòng sản phẩm này có thực sự ngon lành hay không. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đây là cấu hình của chiếc máy này. Máy được trang bị con chip mới nhất đó là 1035G1 1.0, SSD 512GB, RAM 8GB. Màn hình 15,6 inch Full HD, IPS luôn các bạn này. Pin của máy được trang bị 3 cell, trang bị Windows bản quyền. Đó, và đây là tem của nhà phân phối FPT Select đây. Bây giờ thì tớ sẽ mở chiếc máy này ra nhé. Tên của mã sản phẩm các bạn sẽ thấy này. Đây, Lenovo IdeaPad C340 với phiên bản màn hình 15 inch nhé. Như chiếc máy X360 thông thường thì rất là dành cho các bạn làm văn phòng, giải trí, thích xem phim, nghe nhạc. Bên trong máy thì nó sẽ có cái sạc như này. Sạc của máy là chân kim nhé các bạn nhé. Và nguồn điện của nó là 65W này. Đây là cái dây nguồn. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy được thiết kế vỏ hoàn toàn bằng nhựa. Và nhìn đây thì khá là dày các bạn ạ. Trong lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2kg. Chúng ta sẽ có một bề mặt được sơn một cái lớp đặc biệt, mình sờ vào kiểu giống như những chiếc laptop ThinkPad mà mình hay từng trải nghiệm. Các bạn thấy một logo Lenovo, thương hiệu sản xuất ở chiếc máy này ở đây. Ôi chà, và lề này, các bạn nhìn đằng sau này, khá là dày các bạn ạ. Và cái hốc tản nhiệt khá lớn, đây. Bản lề kiểu dày như này thì các bạn mở chắc chắn nó sẽ rất là chắc chắn. À, các bạn sợ nhất là những dòng sản phẩm X360 lỗi bản lề đúng không? Bây giờ thì hầu hết các dòng sản phẩm bây giờ thì các bạn dùng có thể yên tâm dùng như này. Nhưng mà với việc là 2kg thì mình cầm một tay thì khá nặng các bạn ạ. Phải cầm hai tay như này. Ở bên cạnh phải của mình thì sẽ có nút bật nguồn. Và đây là cái lỗ nhỏ để reset máy này. Thì bật nguồn của máy này, đầu đọc thẻ này và hai cổng USB. Ở đây có ký hiệu quả pin. Có nghĩa là chúng ta có thể cắm cáp điện thoại di động, máy tính bảng cắm vào đây để sạc mà không cần phải bật chiếc máy này. Chỉ cần có pin trong máy là có thể sạc được. Ủa, đằng trước cũng khá là dày các bạn ạ. Đây, một chiếc máy X360 mà lại không mỏng mấy. Ở bên này thì các bạn thấy là cổng sạc của máy này, cổng HDMI và cổng Type-C. Hai cổng này đều kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh từ bên ngoài. Tín hiệu cao, siêu LED và có thể kéo ra màn hình 4K. Ở đây các bạn thấy là cổng phone, cổng mic được tích hợp chuẩn giao tiếp đó là 3.5, hỗ trợ các bạn kết nối tín hiệu âm thanh từ bên ngoài. Còn bên dưới máy đây. Đây các bạn sẽ thấy là những cái ốc này, này. Và những khe này sẽ hút không khí vào, đẩy khí nóng ra đằng sau. Chiếc máy này có lẽ là mở ra không quá khó đâu. Mình sẽ mở ra để xem nội tạng bên trong với khả năng nâng cấp được những gì. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Còn đây là cái hai hốc loa này các bạn này. Tem Windows bản quyền này. Thông số của máy ở đấy hết các bạn nhé. Bây giờ tớ sẽ mở nội tạng bên trong của chiếc máy này. Mở chiếc máy này ra không quá khó các bạn ạ. Nắp bên dưới cũng hoàn toàn bằng nhựa các bạn nhé. Các bạn thì thấy là Lenovo họ làm cũng rất là cẩn thận. Đây một bó mạch này. Đây là khe cắm RAM các bạn nhé. Chiếc máy này sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM. Mình sẽ bóc thử này. Đây, rất cẩn thận luôn. Chúng ta sẽ có một quạt tản nhiệt rất lớn này. Đây là con CPU của nó này. Có pin này. Pin các bạn thì thấy là Li-ion này. Pin này cực kỳ an toàn. Đây, dung lượng của pin này 4535 mAh. Có thể duy trì chúng ta dùng khoảng 9-10 tiếng. Ổ cứng này, Skylake của Hàn Quốc các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một khay cắm ổ cứng 2.5 inch nếu các bạn cần nâng cấp ở đây. Và hai cái loa của máy này. Pin CMOS này, đây là một cái bo USB. Chiếc máy này cho phép các bạn nâng cấp chỉ có RAM thôi. Theo thông số kỹ thuật thì que RAM ở đây chúng ta sẽ 4GB. Mà chiếc máy là 8GB, có nghĩa là trong máy đã on RAM 4GB nữa. Là 8GB. Nó on các bạn ạ. Đó. Thì bây giờ là chúng ta có thể nâng cấp, nếu mà cắm một que 16 vào thì nó sẽ lên là 20GB RAM. Không biết là có thể nhận được 32GB RAM không. Nhưng thông thường những chiếc máy này thì chả có ai cắm một que 32GB vào đây để làm gì cả. Nếu nó cắm được 32GB với 4GB thì nó lên là 36GB RAM là mắc nhá. Còn đây là wifi của máy này. Đây là con IO, con này là điều khiển nguồn này.
Bây giờ thì mình sẽ lắp vào test này, chiếc máy xem ngon lành hay không này. À, nhắc các bạn con này là chỉ nâng cấp được là RAM này, ổ cứng này, các linh kiện khác onboard trực tiếp trên một bên không thể nâng cấp và không thể nâng cấp VGA rời vào đây được các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test ổ cứng này, ổ cứng quá chất luôn, tạm thời để tớ cho xuống dưới đã này. Đây là màn hình cảm ứng các bạn nhá. Các bạn thấy là có một lớp kính bên ngoài này. Màn hình 15,6 inch Full HD IPS. Các phiên bản trước đó tớ giới thiệu nó chỉ là màn hình TL thôi. Còn lại IPS thì góc nhìn nó sẽ rộng hơn, ngon hơn. Và bên trong các bạn sẽ thấy nó được bố trí cam, có được chìm bên trong và có nút gạt cho doanh nghiệp. Là chúng ta cần bảo mật để chúng ta sẽ tắt cam đi qua nút gạt này các bạn này. Có camera sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc trực tuyến cực kỳ ok. Và các bạn thì thấy này, cái màn hình nó sẽ ngửa được X360 như này, khi ngửa xuống này. Khi ngửa xuống thì các bạn thấy là bàn phím nó tắt đi này. Đó. Và các bạn sẽ thấy là khi xoay như này nhá. Nó sẽ có cảm biến xoay. Và các bạn có thể để làm việc như nào mà khi các bạn xem phim giải trí đều rất ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ biến chuyển thành một chiếc laptop hoàn chỉnh. Đó. Đây, bàn phím nó sẽ sáng ra. Đây là tính năng sạc nhanh của nó này các bạn này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Convertible cũng nghĩa là X3 nó có thể xoay gập ra đằng sau đấy ạ. Đây là nút bảo mật cho doanh nghiệp. Đây các bạn thấy này. Bàn phím của nó thì gần như sao chép bàn phím giống của ThinkPad. Đỉnh cao của công nghệ bàn phím. Và chỉ có hai phím này là bấm khá khó bởi vì nó khá gần nhau. Các bạn bấm không chú ý là sẽ bị nhầm phím. Mặc dù là dòng màn hình 15,6 inch nhưng không có bánh phụ. Và các bạn sẽ thấy được trang bị giải trí này. Dolby Audio sẽ rất hay. À, chuột này, trái phải. Các bạn sẽ bấm nước bình thường nhé. Và con chuột này sẽ hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm. À, ổ cứng Sky của Hàn Quốc mà chạy mạnh như này. Gần như tương đương tốc độ của Samsung luôn. Gần 3,5GB và tốc độ gần 2,2GB tốc độ ghi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Và đây ổ cứng phải nói là cực kỳ xịn sò. Đây là Bluetooth 5.0 nhá, Bluetooth nhanh nhất và mạnh nhất hiện nay đấy ạ. Camera của nó này, camera con này thì chỉ 720p thôi. Là Skylake của Hàn Quốc này, 512GB cũng đủ các bạn, lưu trữ rất là rộng. À, VGA của máy được trang bị UHD Graphics 620, VGA card on các bạn nhá. Wi-Fi thì con này chưa được xịn cho lắm, mới chỉ Wi-Fi 5 thôi, chưa phải là Wi-Fi 6, AC 9560. Còn xịn hơn thì sẽ là Wi-Fi 6, nó sẽ nhanh hơn. Đây con chip Ice Lake này. Con này tiến trình sản xuất chip của nó là 10 nanomet của Intel. Còn bây giờ chip mới nhất là chip đời thứ 11. À, ổ cứng rất ngon, rất nhanh. Chúng ta sẽ quan tâm đến chất lượng màn hình đầu tiên. Vậy thì các bạn sẽ hỏi là màn hình này có ngon hay không? Thì đây là câu trả lời ạ. Các phiên bản như Lenovo Flex thì tớ test thì toàn là màn hình TL thôi. Rất là chán. Tỷ lệ 3 phủ màu của màn hình con này thì chấp nhận được thôi các bạn ạ, 63% sRGB và 40% Adobe RGB. Màn hình được build chất lượng từ những năm 2016 các bạn ạ. Đây này, được sản xuất ở build từ năm 2016 này. Độ sáng của màn hình nó có 250 nit thôi. Nói chung chất lượng màn hình con này đánh giá trên trung bình thôi các bạn ạ. Chất lượng âm thanh thì tốt. Và khi xem phim thì các bạn có thể ngửa như này. Các bạn xem được chiều nào cũng được. Đó. Đó. Đây, các bạn thấy nó sẽ tự xoay. Các bạn cảm thấy thế nào hợp lý thì các bạn sẽ dùng. Chất lượng âm thanh rất ok đúng không ạ? Chất lượng màn hình ở mức gọi là trên trung bình khá. À, nói chung độ sáng 250 nit là đủ các bạn dùng. Còn màn IPS thì các bạn thấy là sắc màu nó rất là tươi. Nhưng thưa các bạn thì với cái tỷ lệ bao phủ màu như này thì vẫn ở mức là dưới 72%. Nó sẽ có một chút về hệ sai số màu các bạn nhé. Con này mà xem phim giải trí với chất lượng nghe nhạc hình ảnh này là ngon rồi. Cảm ứng bây giờ là công nghệ cảm ứng đa điểm, nó sẽ rất là tiện dụng. Đây các bạn thì thấy này. Vợ là nhân chết thảm.
Vì bị nghi ngờ, tôi đau lắm. Đệ nhất Thiếu Lâm. Đây các bạn thấy là chất lượng của màn hình bây giờ là rất là đỉnh luôn. Việt Hương có người giả mạo vợ chị Tài lừa chuyển 5.000 USD. Đây là người giàu nhất nước Mỹ này, tuổi trẻ mới có 23 tuổi mà thấy bảo là có hàng tỷ đô. Đây các bạn thấy thấy này, kiếm tiền khủng nhất Hollywood vừa qua, trong cái đó dịch Covid. 12, 13 tuổi đã sở hữu rất là nhiều tiền. Biết các bạn nhìn có đẹp không, nhưng mình nhìn thấy nhìn là khiếp bó sư. Gia đình nhà này rất giàu có, ông này 43 tuổi, cũng rất là nhiều tiền. Cũng có hơn tỷ đô đấy. Với một chiếc màn hình này các bạn có thể dùng được vẽ được luôn. À, đối với các bạn có thể dùng để học vẽ nhé. Đấy. Nó sẽ rất tiện dụng luôn. Bây giờ các họa sĩ cũng có thể là dùng chiếc màn hình này để sáng tác, vẽ tranh cũng rất là nhiều. Hoặc có thể các trình duyệt mà hỗ trợ màn hình cảm ứng cũng rất là tiện dụng cho mọi người. Con này mình thấy cái quạt bên trong rất to, chắc chắn là tản nhiệt con này cũng sẽ rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ test luôn. Vâng, thưa các bạn, thì với những chiếc máy bây giờ thì hệ thống tản nhiệt của máy cũng rất là tốt. Các bạn thấy là nhiệt độ ở chế độ 3D thì nó chỉ hơn 60 độ C và FPS chúng ta nhận được khoảng 10. Và cái quạt thì cũng chạy khá là êm cho chế độ này. Còn chế độ 2D cũng cực kỳ ngon luôn. Đây 2D các bạn thấy là mức FPS là tối ưu lên đến trên 500. Nói chung nhiệt độ của em này tản như này là ok mọi người nhé. Một cái quạt to đùng bên trong máy cơ mà. Vâng, thưa các bạn, là thế chip U đời mới đây. Với tiến trình sản xuất chip của nó là 10 nanomet cũng rất là ok. Các bạn thấy điểm số con này tối ưu lên đến trên 700. Có nghĩa là nó mạnh tương đương 7% của sức mạnh M7 là 9750H bây giờ. Các bạn thì thấy này. Vâng, thưa các bạn, là còn với card đồ họa on UHD Graphics 620 thì nó bổ trợ cho các tác vụ về đồ họa 2D và chơi những tựa game nhẹ và làm những cái phần mềm đồ họa thông thường thôi. Đây là Vega on, chính vì thế nó không quá khỏe. Và chip U nhắc luôn các bạn, đây là chip tiết kiệm điện, nó không phải dành để làm đồ họa chuyên nghiệp hay chơi game chuyên nghiệp các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì với tựa game Liên Minh Huyền Thoại, đây là tựa game chơi nhiều nhất Việt Nam luôn, có hình ảnh đẹp và chơi rất là hay. Chất lượng âm thanh của máy thì các bạn thì thấy rất ổn đúng không? Mức FPS chúng ta nhận được trên chiếc máy này là trên 100 luôn. Nhiệt độ chơi game rất ổn định, trên 50 độ C. Chất lượng bàn phím tốt, chất lượng màn hình chấp nhận được. Với cấu hình máy tầm trung như này thì các bạn chỉ cài những cái tựa game như này thôi, không quá nặng thì chúng ta sẽ chơi được, bởi vì máy chúng ta không có Vega rời. Và CPU dòng này thì không thể chơi những tựa game quá nặng các bạn ạ. Còn những lúc giải trí với những tựa game như này, như là PUBG Mobile, CSGO, Dota vẫn có thể chơi những chiếc máy này ngon lành. Còn nếu mà hấp lại đế chế thì không phải suy nghĩ các bạn ạ, chơi thoải mái nhá. Mức FPS quá ổn định trên 100. Vâng, thưa các bạn, là mình đã trải nghiệm xong với chiếc Lenovo IdeaPad C340. Vâng, thưa các bạn, đây là chiếc máy thiết kế dành cho các bạn làm công việc văn phòng, thích xem phim, thích giải trí, nghe nhạc qua một chiếc máy X360. Đặc biệt là các bạn sẽ thấy là chiếc máy có màn hình cảm ứng, hỗ trợ các bạn vẽ, hỗ trợ các bạn sử dụng các ứng dụng phần mềm, hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Thì đây là một chiếc màn hình khá tốt với chất lượng màn hình Full HD IPS với độ phân giải là 1920x1080. Chất lượng và thời lượng pin của máy có thể trụ được khoảng 8 đến 9 tiếng, có nghĩa là một ngày chúng ta đi làm mà không cần phải sạc. Chiếc máy các bạn thấy là bàn phím của nó cũng rất là tuyệt vời, có LED phím. Và chất lượng build của chiếc máy mặc dù vỏ bằng nhựa thì các bạn thấy khá chắc chắn, với trọng lượng thì mình thấy hơi nặng một chút, lên đến tận 2kg. Nếu như một chiếc máy X360 mà các bạn cầm một tay thì chắc chắn là sẽ rất là khó, bởi trọng lượng là quá lớn các bạn ạ. Các bạn cần phải cầm hai tay như này. Đó. Và chiếc máy các bạn thấy là nó rất là tuyệt vời với phần cảm ứng xoay như này. Máy có Bluetooth 5.0, có Wi-Fi AC, hỗ trợ các bạn kết nối không dây cực kỳ ok, với các cổng kết nối bên ngoài đầy đủ. Chiếc máy không được trang bị Vega rời. Với khả năng nâng cấp RAM thì nó sẽ hỗ trợ các bạn làm công việc như là lập trình. Cần nhiều RAM thì chiếc máy đáp ứng đầy đủ. Các bạn có thể nâng cấp thêm để lên. Ví dụ như trong máy đang là 4 RAM onboard thì mình đã nói rồi. Các bạn cắm thêm một que 16GB thì nó lên 20GB RAM. Dùng chiếc máy này cũng rất là thoải mái. Đặc biệt là chất lượng ổ cứng của máy phải nói là tuyệt vời. Tốc độ đọc của nó lên đến hơn 3GB một giây. Tốc độ ghi cũng hơn 2GB. Number one, rất ngon. Chiếc máy này thì nói luôn với các bạn, chống chỉ định cho những bạn mà làm đồ họa hay chơi game chuyên nghiệp, bởi vì thực ra chiếc máy này không phù hợp các bạn. Và cũng nhắc các bạn là đây là một chiếc màn hình cảm ứng, mà đã cảm ứng thì các bạn nếu các bạn dùng không cẩn thận rơi vỡ là đi luôn 4-5 triệu, là mình phải nhắc các bạn dùng chiếc máy này phải vô cùng cẩn thận, bởi vì vỡ cái là mất tiền luôn các bạn nha.
Vâng, thưa các bạn ạ, chương trình trên tay và trải nghiệm dòng sản phẩm Lenovo IdeaPad C340. Đây là chiếc máy có màn hình 15 inch của mình. Xin đây là khám lại các bạn nhé. Để quý mến và ủng hộ Lương nhiều nữa, các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những video mới nhất của Shop Công Nghệ TRD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.